Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại Thanh Mai đang đứng tại khu vực quận 2, tại tòa nhà Captiva, khu vực Bixi. Thì các bạn thấy bên phía tay phải có một cái con đường cao cao bằng xi măng rất là cao đúng không? Cái này gọi là hệ thống metro, và chính phủ Việt Nam đã có kế hoạch xây dựng tuyến metro đầu tiên chạy từ khu vực chợ Bến Thành ra khu vực Suối Tiên. Ban đầu là dự án là đưa ra là 17.387 tỷ, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đã tăng lên là 47.325 tỷ. Như vậy là cái số tiền vượt dự án dự kiến là 16.700 tỷ. Thì ban đầu dự án là sẽ hoàn thành vào năm 2017, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có xong do thiếu vốn, thế nên là dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020. Và giải thích lý do tại sao lại thiếu vốn thì có nhiều lý do. Lý do là do sự biến động của nguyên vật liệu, cái giá cả nó cao hơn, và do phải trả lương cho công nhân là cao hơn, do cái sự biến động lương tối thiểu, mức tăng tối thiểu lương do chính phủ áp dụng. Bên cạnh đó còn do là sự biến động của đồng yên của Nhật, thế nên là dẫn đến là trì hoãn cái tuyến metro đến năm 2020 mới xong. Và Thanh Mai thì đi nước ngoài rất là nhiều và có cơ hội được thử trải nghiệm cái hệ thống metro của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên là Thanh Mai rất là hy vọng thì cái tuyến metro của Việt Nam chúng ta sẽ hoàn thành sớm để cho những người dân trong nước có cơ hội thử và đi lại bằng metro. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi video clip của Thanh Mai. Và Thanh Mai cũng hy vọng là nếu các bạn cũng yêu thích video clip của Thanh Mai thì bấm nút đăng ký theo dõi Thanh Mai nha các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau.